Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Civilization 6. Và vừa rồi thì nhà phát hành game Firaxis đã ra mắt bản cập nhật có thêm Việt Nam. Chính vì vậy là mình quay trở lại với game này sau thời gian khá là dài không chơi nó nữa. Thì hôm nay mình quay trở lại để xem là bản cập nhật Việt Nam và chơi bằng đạo quân Việt Nam thì có gì thú vị. Đó, mình lưu ý là để có được cái phần của đạo quân Việt Nam này, đó là thuộc phần Edition Content. Additional content này bạn buộc phải mua thêm nhé. Nó sẽ có một cái là đây, đó, đây, Park Việt Nam và cái này gì, Kulai Khan, đại khái là hút tất liệt, mình đọc trên Google là đấy. Thì bạn phải có bộ base, sau đó phải mua thêm bộ Park Kit trị giá 200.000 nữa thì mới chơi được Việt Nam. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chơi. Đầu tiên là tạo game này. Thì trong phần này chúng ta sẽ chọn rồi đạo quân Việt Nam là 3 triệu, tí nữa thì mình sẽ nói kỹ hơn là đạo quân này có gì đặc biệt trong lúc chờ. Rồi trình độ thì mình luôn luôn là mình thường chơi là đi thi mức độ cao nhất đó, và mình khuyên cáo là các bạn mới chơi thì không nên chơi đi thi vì nó rất là khó. Ở trong cái phần này là mình chơi như kiểu là mình chấp máy ấy, máy nó sẽ bắt đầu với tận rất nhiều quyền lợi hơn mình, ví dụ như là nó có tới bắt đầu một cái là có 3 thành phố chẳng hạn đó, hay là có 5 quân lính chẳng hạn, hay rất nhiều thứ khác là sẽ có tốc độ cao hơn hẳn mình. Về bản đồ map size thì mình khuyên các bạn là nên chọn standard đó, nhưng mà trong lần này thì mình chơi small cho nó gắt hơn, kịch tính hơn. Đây, bản đồ càng bé thì các quốc gia càng gần nhau và càng ít đất sẽ đụng độ nhiều hơn, xung đột nhiều hơn, chiến tranh nhiều hơn. Đó, game speed là standard, map là continent nhé. Để cho hấp dẫn thì vì mình chơi bản đồ small nó chỉ mặc định là 6 player thôi, mình sẽ add thêm 2 player nữa là 8, thì coi như là chơi bản đồ small với 8 player, tăng thêm một city state cho vui. Rồi. Rồi không để các bạn chờ nữa, bắt đầu thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu với cả quân Việt Nam và vị tướng của chúng ta là 3 triệu. Đó. Thì quân Việt Nam có những lợi thế gì? Việt Nam có lợi thế là sẽ được cộng 5 điểm tấn công cho tất cả quân lính khi mà đứng ở các cái địa hình như là rừng rậm, đầm lầy hay là rừng. Cộng 1 điểm di chuyển nếu mà mình bắt đầu cái lượt bắt đầu đi của mình ở đấy. Và tất cả những cái lợi ích này sẽ được gấp đôi nếu như mà mình ở trong cái lãnh thổ của mình, nghĩa là rất mạnh khi mà đứng, khi mà cho phòng thủ. Hay là chắc là từ lợi thế Việt Nam, và Việt Nam nổi tiếng với chiến lược đánh du kích đúng không? Nên là những cái điểm này là rất mạnh để đánh du kích. Đặc trưng thứ hai đấy là chúng ta là sông Cửu Long đó, nên là tất cả các quận, tất cả các công trình thành phố của mình ở đây gọi là các quận đó, chỉ có thể xây được khi mà địa hình rừng rậm, đầm lầy hoặc là rừng thôi đó. Chúng ta có những đặc trưng đội đặc quân đặc chủng là voi chiến, và có một công trình đặc biệt là thành. Rồi bây giờ không để bạn chờ lâu nữa, mình sẽ vào và mình sẽ giải thích kỹ hơn cái phần này. Rồi khi bắt đầu game thì chúng ta có hai đạo quân, một là một con settler đó, Việt Nam settler đó, để xây thành phố, hai là một con warrior đó, một con warrior, một đạo quân warrior. Rồi mình muốn đi xung quanh thám thính trước khi chọn thành phố. Vì đây là video dành cho các bạn mới bắt đầu, mình giải thích lại hết nên là bạn nào đã xem một đoạn này video trước thì bỏ qua nhé. Khi mà bắt đầu chơi thì bạn sẽ phải xây thành phố, và các tiêu chí chọn thành phố thì có mấy tiêu chí. Đầu tiên đấy là thành phố của bạn phải gần nước. Đây, ấn vào đây bạn sẽ nhìn thấy đây, cái ô xanh này tức là đang ở gần nguồn nước. Đó. Xanh nhạt hơn là gần các nguồn nước mặn. Đó. Cái màu trắng này là không có nguồn nước nào cả. Và bạn nhìn đây là cái điểm cộng. Ví dụ gần các nguồn nước sạch sẽ được cộng 3 nhà. Đó. 3 nhà thì nhà này rất có vai trò quan trọng cho việc là bạn phát triển dân số. Càng nhiều nhà thì càng nhiều dân số, càng ít nhà thì càng ít dân số. Đó. Nước sạch 3 nhà, nước thường 1 nhà. Và nước mặn nữa thì một nhà. Rồi còn không có nước thì không được cộng thêm lợi ích gì cả, thì chỉ được hai nhà thôi. Đó, cái thứ hai đấy là phải xem về sản lượng. Sản lượng nghĩa là thế nào? Ví dụ như là cái chỗ đất mình đang đứng đây thì có hai cái bắp ngô gọi là hai lương thực, có một cái bánh răng cưa gọi là một cái sản xuất đi. Thì khi mình xây thành phố ở đây thì mình sẽ được hai lương thực và một sản xuất. Cái lương thực ảnh hưởng đến phát triển dân số. Còn sản lượng thì ảnh hưởng đến sản xuất đi, sản xuất ảnh hưởng đến tốc độ xây dựng các công trình hay là đào tạo quân lính, huấn luyện quân lính. Thì đây tiêu chí số 2 là xem cho càng nhiều sản lượng này thì càng tốt.
Đây mình nhìn xung quanh đây thì chỉ toàn là 2, 2, 3 đây, cái này có 4 này. Đấy nhưng mà rất là xa đúng không? Đi ra đây thì mất tới một lượt, hai lượt mới ra được đến đây. Đó mà. Rồi xung quanh chỗ này thì mình cảm giác như là nó không có tài nguyên gì đáng kể. Đây còn chỗ này có một con ngựa này, đây có một cốt tông này. Đó thì cái cốt tông này là để phát triển kinh tế đem bán được. Đây còn con ngựa này là nó gọi là strategic resource. Nó có vai trò rất quan trọng trong việc là mình huấn luyện quân lính ngựa. Rất vai trò là trong quân sự, thế thì mình xây quân và xây quân ngựa là phải có cái này. Đó, chính vì thế nên là ở đây là một vị trí tốt nói chung. Đấy, ngân nguồn nước là một, có sản lượng cao là hai và có một cái gọi là tài nguyên chiến lược gì đó, chiến lược về kinh tế hoặc là quân sự đều được. Rồi thì giữa hai ô này đó thì mình chọn là sẽ di chuyển thành phố sang đây. À rồi mình nhìn thấy một cái quận, mình thấy một cái làng ở đây tí nữa thích. Thì ở cái chỗ này bạn nhìn thấy đây là chỉ có một lúa đúng không, một lương thực và hai sản lượng, mà tí mình xây thành phố lên nó sẽ thành là hai lúa hai lương thực, vì đây là một cái điều đèn tối thiểu một thành phố nó sẽ có. Thế còn nếu mình xây ở đây thì mình chỉ được hai lúa hai lương thực một sản xuất thôi. Sang bên này thì mình sẽ giữ nguyên được thành hai sản xuất và hai lúa hai lương thực đi. Rồi xem nhá. Rồi bạn nhìn nhá. Đây là mình đang có đứng ở trên này là mình có một lương thực và hai production đúng không? Một food và hai production. Bây giờ mình xây thành phố trên chỗ này. Đó, bạn thấy ngay là nó thành là hai lương thực và hai sản xuất. Và một điều rất thú vị là khi xây thành phố xong một cái mình nghe thấy nhạc của Việt Nam nổi lên, tiếng đàn tơ rừng. Một điều rất là hay của cái Firaxis là họ rất là để ý kỳ công về việc khi mà phát triển các nền văn minh thì sẽ có âm nhạc đi theo cùng với cái nền văn minh đó. Và đây là âm nhạc đặc trưng của Việt Nam, âm nhạc đặc trưng của vùng Nam Mỹ, hay âm nhạc đặc trưng của Mexico, Brazil, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc. Tất cả các nơi đều có âm nhạc riêng và khi mình chơi mình cảm giác về cái sự khác biệt về văn hóa rất là sâu sắc. Thì mình thấy là nhà sản xuất game họ đã đầu tư rất là nhiều cho cái việc tạo những trải nghiệm đúng là kiểu đa dạng văn hóa ấy, và trải nghiệm rất thú vị cho người chơi được trải nghiệm cái nền văn hóa khác nhau khi mà cầm những đạo quân khác nhau. Rồi đầu tiên là Thăng Long, thủ đô capital, cái dấu sao này nghĩa là thành phố này, thành phố thủ đô, nên là đạo Việt Nam nên là đạo xây thành phố đầu tiên là Thăng Long. Rồi trong những cái này mình sẽ chọn cái gì đầu tiên. Rồi, đây là khi bạn có cái khóa này đó, thì bạn có thể chọn được để cái để xây dựng, cái để xây cái tượng đài giúp bạn cộng 2 điểm culture. Đó, hay là xây các đạo quân ở đây, builder là dân phu, scout là con do thám, warrior là chiến binh, slinger là con gọi là quẩy đá, và là chơi đế chế chắc là biết con này, con ném đá. Thì đây bạn nhìn thấy mình có điểm science, điểm culture, điểm faith, điểm niềm tin và vàng. Thì điểm science, điểm khoa học sẽ giúp cho bạn chọn các chính sách khoa học để phát triển. Điểm này càng cao thì nghiên cứu khoa học phát triển càng nhanh. Nào, chọn mấy cái này. Đó, thế còn điểm culture giúp cho bạn nghiên cứu các chính sách về chính trị, gọi là các chính sách đi. Đấy, các chính sách của nhà nước, chính phủ. Đây là điểm culture. Điểm niềm tin này sẽ giúp bạn phát triển theo đường tôn giáo. Thế còn vàng thì thế là để dùng để chi tiêu rồi, không phải nói về cái này nữa. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ xây cái gì? Và nếu như bạn xây minimum thì bạn sẽ cộng thêm 2 điểm culture giúp bạn nghiên cứu các chính sách nhanh hơn, để các chính sách chính trị nhanh hơn. Đó, xây builder thì có thể tăng các sản lượng ở đây, khai thác các cái tài nguyên ở đây. Scout để do thám, warrior. Đây thì mình sẽ xây warrior vì bản đồ này rất là nhỏ. Đó, và mình cần để phòng thủ nhiều hơn là cần để do thám. Rồi, vì mình vừa nhìn thấy một cái village, nhìn thấy một cái làng ở đây. Đó, nên là mình sẽ cho đạo warrior sang đây để lấy cái làng này. Ủa, cái gì vậy ta? Sang đây nào. Rồi thì xem nào, khi mà ở trong cái làng này thì nó sẽ cho mình một số những cái vàng tài nguyên kho báu hay gì đó thì tùy tùy làng. Rồi để research nào, research thì rồi bạn sẽ nhìn thấy cái cây nghiên cứu khoa học ở đây đó. Rồi, bắt đầu với ba cái nghiên cứu khoa học này. Mình giải thích thêm một chút là với đạo Việt Nam bạn sẽ nhìn thấy ngay là có một vài đặc trưng sau. Thứ nhất là voi chiến, thứ hai là thành, và đặc thù là khi mà xây nhà của quân Việt Nam thì bắt buộc là phải xây ở trên rừng rậm, đầm lầy hoặc là rừng. Cái này vừa là đặc thù điểm lợi vừa là điểm hại, nghĩa là mình không xây được trên đất thường, không xây trên cái chỗ nào mà không có ba cái này.
Đó, và nếu như mà xây ở trên rừng thì được cộng một điểm culture, xây ở trong rừng rậm thì được một điểm khoa học, xây ở trên đầm lầy được cộng thêm một điểm sản xuất production. Đó, voi chiến thì thay cho crossbowman, tức là nó sẽ upgrade lên từ con cung hả? Chắc là không upgrade lên được thì con này. Rồi còn thành thì là xây cho doanh trại quân đội, các đạo quân khác sẽ doanh trại quân đội nhưng mà Việt Nam thì là thành, xây thành. Đó, và đặc thù của thành vẫn nhìn thấy rằng là nó sẽ cộng hai điểm culture cho tất cả những cái công trình thành phố ở xung quanh. Đó, đây gọi là districts. Đó, thế thì như vậy mình hiểu ngay rằng là nếu mình xây càng nhiều những cái district, những cái quận ở xung quanh thành này thì cái điểm culture nó được cộng càng nhiều. Đó, vậy thì rõ ràng là Việt Nam sẽ phát triển lên một con đường là lấy quân sự làm trọng tâm và các cái công trình thành phố sẽ xây xung quanh. Nhưng nó lại bị một cái giới hạn là bắt buộc phải được xây trong những cái vị trí địa lý đặc biệt này. Đó, phải là rừng rậm hoặc là đầm lầy cơ. Đó, không được xây lung tung xây bất cứ chỗ nào. Ví dụ các đạo quân khác có thể xây các cái districts, các cái quận ở bất cứ chỗ nào. Trên đồng cỏ này hay thảo nguyên này đều xây được hết. Nhưng quân Việt Nam không xây được. Đó, thì đó là một cái hạn chế để mình không được xây lung tung và nó cũng giảm bớt cái lợi thế của Việt Nam đi. Nếu không, Việt Nam rất là mạnh đó. Chỗ nào cũng xây được thì cứ xây sẽ xung quanh các xây một cái thành ở đây, xây tất cả các doanh trại xung quanh này thì nó rất là mạnh. Đó, nên là nhìn như thế thì mình sẽ hiểu rằng là đạo Việt Nam là phải đi theo đường quân sự. Rồi, mà đi theo đường quân sự thì bạn sẽ thấy ở đây, muốn xây được thành, chúng ta phải nghiên cứu đây, thành này, đúng không? Thì mình phải nghiên cứu cái này trước, mining. Đó, điều tiên là mình sẽ nghiên cứu mining. Ok, sau mining. Rồi, tiếp tục. Rồi, con này của mình vẫn là movement là 2 đúng không? Rồi bạn thấy là movement của mình là hình 4. Lý do là mình đang đứng ở trong một cái vùng đầm lầy, và vùng đầm lầy này là nằm trong lãnh thổ của mình. Đó, nên là mình được cộng tới 2 điểm di chuyển. Rất là lợi đúng không? Di chuyển rất là nhanh. Chung là Việt Nam là một đảo như nhà sản xuất đang thiết kế ở đây thì là thiên hẳn về phần quân sự rồi, đánh nhau sẽ rất là có lợi thế. Đó, đặc biệt là trong phòng thủ. Rất là lợi thế khi mà phòng thủ. Đó, đi rất là kinh. À rồi, mình được thêm một con khi mà đến cái làng này thì nó tặng cho mình thêm một con này gọi là Scout, là lính do thám. Rồi, mình muốn đứng ở trong đầm lầy này để có thêm lợi thế di chuyển. Em cứ đứng như này. Này đi nữa. À, không đi được nữa. Rồi, bây giờ thì có một cái mẹo cho các bạn. Các bạn nhìn thấy đây, tự nhiên chỗ này lại có hai cái culture đúng không? Tức là một cái vùng đất bình thường thì nó không thể có culture đây được. Mình đoán ở đây là một cái kỳ quan, mình đoán đây là một cái quan thiên nhiên. Đấy, còn ở đây thì chúng ta có một con barbarian, một con gọi là thổ phỉ. Rồi, có nên đánh nó không? Mình không muốn nói chuyện với thành phố của mình nên là mình sẽ đánh nó. À rồi, mình nhìn thấy một cái village, à, một cái làng, ngôi làng số 2. Oh, là boost cho mình một cái nghiên cứu khoa học. Đó, thay vì việc là mình phải thỏa mãn yêu cầu thì cái làng này nó giúp mình đạt được cái đấy luôn. Tức là nghiên cứu giúp mình. Đấy. Hơi thừa thãi, mình hy vọng nó cho mình con quân hay một cái gì đấy tốt hơn. Đâu không sao, nó tốt hơn là không được gì. Thứ nhất là mình đã có một con lính do thám ở đây rồi, nên là rất lợi thế. Rồi rồi mình thấy một cái gọi là gì nhỉ, ở đây trong trò này nó gọi là city state, nghĩa là các cái thành phố không trực thuộc, gọi là một cái thành phần sữa. Một cái city state nghĩa là một cái nền văn minh nhỏ, nó không thành một cái đạo quân đó, nhưng mà nó có tác dụng là gì nhỉ, giúp mình giao thương các thứ này. Và với Laventa là một cái city state đầu tiên mình nhìn thấy thì mình có một cái bonus đây, nó vì mình là mình đầu tiên, người đầu tiên gặp gặp cái city state này thì sẽ được trở thành một cái nó được cộng ngay một invoice là một đại sứ. Đó, thì với càng nhiều invoice mình sẽ càng được nhiều lợi ích. Ví dụ như là một invoice thì được cộng 2 điểm niềm tin. Các bạn thấy đây cho mình thành hai
cộng 2 đúng không? Đấy mà không có điểm nào được cộng 2 trên mỗi lượt. À, nếu mà có 3 invoice được cộng thêm 2 điểm nữa cho mỗi một cái holy site, mỗi một cái khu vực cầu nguyện. Rồi, nên nói chung là đi gặp City State thì cố gắng là mình là người đầu tiên gặp thì mình sẽ được cộng rất nhiều điểm nha, gặp càng sớm càng tốt. Đi gặp càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt. Có một cái mẹo để các bạn đi tìm các cái City State xung quanh. Này ví dụ như bạn nhìn ở đây, đúng không? Đầu tiên chỗ này đỏ này, tự nhiên hai cái ô này đỏ. Vì từ thành phố của mình đến là chỉ 3 ô thôi là không được xây dựng. 1, 2, 3, ví dụ chọn Settler nhá. Chọn Settler 1, 2, 3 ở đây đúng không? Đó, thì nhìn đây thành phố của mình là nó xung quanh 3 ô này là đỏ hết đúng không? Tự nhiên chỗ này lại có màu đỏ đây, chắc chắn chỗ này là... Đây, tự nhiên chỗ này đỏ đúng không? Chắc chắn ở đây nó phải là có một cái thành phố. Đó, tương tự chỗ này, con này đang đứng ở đây thì mình nhìn đây mình thấy rằng là ở xung quanh này chó thành phố gì cả. Rồi nên là cứ đi thôi. Đó, và ngoài ra thì các cái city state nó sẽ cho mình các cái nhiệm vụ, đó, các cái quest. Đó, và nếu như mình làm được các cái quest này thì mình sẽ được cộng thêm các cái invoice này nữa. Đó. Và khi mà mình là người có nhiều invoice nhất, tối thiểu là 3, thì mình sẽ được thêm những cái lợi ích đặc biệt từ các cái city state này. Rồi đến đâu thì mình thích đến đấy nhá, cho trò chơi diễn tiến nhanh hơn, không thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian cho phần giải thích này. Và đã đúng như mình đoán là được có một cái Nature Wonder. Rồi, Nature Wonder giúp mình nghiên cứu cái này nhanh. À đấy, bạn thấy đây ô này màu đỏ rồi đúng không? Chắc chắn chỗ này có một cái thành phố nào đó ở đấy, chắc chắn luôn. Mình chỉ không biết đây là thành phố là một cái city state gọi là trung lập hay là một cái nền văn minh khác thôi. Tí nữa chúng ta sẽ biết. Nên là mình thấy con Barbarian, con thổ phỉ này nó chạy trên này xuống. Như vậy chắc là trên này phải có một cái doanh trại thổ phỉ. Mình sẽ cho con mình chạy lên trên đấy. Này nó xong vào thành phố của mình. Kệ thôi, không sao cả vì mình sắp ra một con Warrior mới rồi. Và mình sắp sản xuất được một đạo Warrior mới. Thì đồng chí này tiếp tục đi lên phía trước. À rồi mình vừa nghe tiếng tiếp theo. Đây rồi, đây có một cái village nữa. Một cái thành. À chứ một cái ngôi làng nữa, ngôi làng thứ ba. Mình sẽ đến đấy mình ăn trước xem ra được cái gì. À rồi đấy, bạn thấy bắt đầu thấy biên giới rồi đúng không? Đó, biên giới màu trắng thì mình đoán đây là một đảo trung lập, là một cái city state. Thì thường các nền văn minh sẽ có màu, ví dụ như mình là Việt Nam thì Thăng Long chẳng hạn thì màu của mình là màu vàng nâu. Đó, và có hai vạch. Đó, mà city state thì nó thường chỉ có một vạch thôi, màu nhạt như này thôi. Đấy, giống như cái Laventa này. Dường như là Laventa cũng cho quân lên để đánh cái gọi là outpost, Barbarian outpost, là doanh trại của bọn thổ phỉ. À rồi mình nhìn thấy một cái village nữa. Đây, ở đây. Chạy ra ngay. Ok, turn sau thì mình có thể ra đây để lấy được cái này. Rồi, hy vọng cho mình giày đáng giá. À rồi, tăng thêm một dân số cũng tạm được. À, tăng dân số có ý nghĩa gì? Bạn nhìn thấy của mình đây là con số 3 đây đúng không? Là 3 dân số. Ấn vào đây, Manage Citizen, bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó đang phân bổ dân cư. Đó, cái phân bổ dân cư này thay đổi những cái sản lượng ở đây. Ví dụ đây mình đang có là 7 sản lượng, 7 sản xuất, 8 lương thực. Đó, nhưng nếu mình chọn là tập trung vào lương thực thì bạn nhìn thấy của mình là 10 lương thực và chỉ có 5 sản xuất thôi. Lương thực càng nhiều ấy, thì cái phần này nó tăng càng nhanh. Ví dụ đây mình có 3 dân số và cần thêm 9 turn nữa để lên thành 4. Đó, nếu mình tập trung vào sản xuất thì bạn thấy là dân số này thì chỉ còn 6 ấy thôi, 6 phút thôi, 6 lương thực thôi và không tăng được dân số nữa. Đó, không có số đấy biến mất luôn, không lượt để grow. Thế nhưng ngược lại mình chỉ mất có một lượt để training xong cái con warrior này thôi. Đó, nhưng nếu mình không chọn cái đấy, mình chọn bình thường đấy, bạn thấy là mình mất tới ví dụ chọn này và sau này vẫn một lượt vậy, lag à. Ok, đằng nào thì cũng mất một lượt thôi nên mình kệ, mình sẽ tập trung vào
xây dân, tập trung phát triển thành phố. Rồi thì cái việc là tăng population, tăng dân số nó sẽ có vai trò rất lớn cho việc là đẩy nhanh cái sản lượng hay tốc độ nghiên cứu hay là tốc độ phát triển dân số của thành phố đấy. Nói chung mình thấy đây là một cái lợi ích tốt, tốt hơn là cái tặng mấy cái nghiên cứu. Nghiên cứu đấy kiểu gì thì mình cũng sẽ có cách để mình trigger, mình kích hoạt được nó. À, chúng ta vẫn còn một cái city state nữa ở đây. Hy vọng là đứng đây thì nhìn thấy rồi, nếu không thì mình sẽ đi thêm một lượt nữa sang tận đây. Rồi mình có thêm một con warrior. Rồi, mình sẽ đi hết về phía bên này xem có cái gì bên này không. Rồi, quân mình khá là yếu khi mà đánh với những con này nên tạm thời hồi máu đã. Một phần nữa là mình muốn ăn last hit, tức là mình muốn kết thúc, mình đánh đánh còn kết liễu cái đoạn cái con này thì mới được cộng điểm. Ở đây có hai con warrior của bên Laventa, nếu giờ mình mà đánh thì tí nữa mình sẽ không được lấy cái last hit, không được cộng điểm. Này kệ cho người nào đánh con này gần chết thì mình ăn vào là ăn hôi thôi, KS nó. Rồi tiếp theo chúng ta xây cái gì? Ở đây mình có hai lựa chọn là xây Monument Settler hoặc là Builder. Thật ra là vì mình đang có dân số rất là tốt, mình hoàn toàn để xây luôn một con Builder. Rồi, đã nhìn đây nhá, con Builder đây là 11 lượt đúng không? Đó, nhưng nếu mình tập trung vào sản xuất, nó có thay đổi không? Mới có 9 lượt thôi, đó. Đây là sự khác biệt, bù lại dân số không tăng, không có lượt, không lượt nào để tăng được dân số. Builder, Settler hay là Monument? Xây Monument thì tăng điểm culture, xây Settler thì mình sẽ phát triển, mình mở rộng, chiếm được các vị trí quan trọng một cách nhanh chóng. Cái nào cũng quan trọng cả. Và mình đang cân nhắc. Tạm thời thì chắc là mình chắc phải xây Monument trước ha. Mình muốn nghiên cứu nhanh cái này, mình muốn tăng các cái chính sách nhanh hơn để tí nữa lấy một số các chính sách quan trọng để đi đánh nhau. Rồi và mình sẽ để lại về như bình thường, 9 lượt để xây được Monument, 11 lượt để lên được dân. À rồi, đúng như mình đoán thì ở đây là một cái city state là Jerusalem. Nhưng mà khác với vừa nãy thì cái city state này mình không có một con envoy nào cả, lý do là đã có một đạo quân khác, một nền văn minh khác đó, đã đến trước mình rồi đó, nên đi gặp các cái city state này càng nhanh chóng thì càng có lợi. Rồi, hy vọng là hai con warrior này trong một lượt nó không giết chết được cái con là cái danh trại thổ phỉ này, thì sau đó mình lại ăn được last hit. Ôi giời. À may quá, giật mình tưởng là nó con này nó chết luôn rồi. Đó, thấy bạn thấy không, nó đỏ rồi này, và mình thì lại đang chuẩn bị được hồi đầy máu. Rồi mình sẽ ăn được con này chắc chắn luôn. Đó. À đây con này nó chạy ra đây, đánh nó luôn. Ăn cái này đi. À, mình được tặng một con builder thì phải. Đúng đúng đấy. Quá tuyệt. Đó, mình đang cân nhắc về xây builder, mình được tặng một con builder. Đó, thì tí nữa mình phải ra đây mình lấy cái danh chạy ngựa này. Xin lỗi, lấy cái tài nguyên ngựa rồi lấy danh chạy ngựa. Rồi, con này mình đi đâu tiếp? Rồi, để biết là đi đâu tiếp thì lại bật lên. Rồi, chỗ này xanh này không có gì rồi. Đi tiếp sang đây. À, đây là một cái outpost nữa của Barbarian.
Lưu ý là đoạn đầu khi mà mình chơi thì phải cố gắng là đập cái này càng nhanh càng tốt, nếu không về sau bọn này nó sẽ đẻ quân rất là kinh khủng, mình sẽ không đánh được nó nữa. Rồi, mình đã nghiên cứu mining xong rồi, bây giờ thì mình có thể nghiên cứu cái này để xây thành và nghiên cứu animal husbandry này để mình lấy cái khai thác cái con ngựa này. À, mình định cho con dân ra đây để nó xây một cái mỏ ở đây. À, vì sau khi nghiên cứu mining có thể xây được cái mỏ làm tăng sản lượng. Mà mình vừa nhìn lại thì thấy cái này nó đang là một cái mỏ có một lương thực và hai sản lượng thôi. Mình sẽ đổi sang xây bên này. Những cái mining phải xây trên núi. Nó địa hình đây là núi. Bên này thì có hai lương thực và một sản xuất. Mình xây bên này sẽ chuyển thành được hai lương thực và hai sản xuất. Sẽ tốt hơn. À, mình nhìn thấy một cái village nữa. Chạy sang. Đấy, bạn thấy không? Mình xây được mỏ này. Nó xây được mine, hầm mỏ. Đó, xây một hầm mỏ để cộng production. Đó, mình chuyển sang đây để xây bên này. Con này là con scout thôi, cơ bản là không đánh nhau được. Nên mình muốn xem xung quanh này có cái gì không. Ok, không có gì. Hy vọng con này cho mình một cái gì đó thú vị như là gì nhỉ? Là một cái kho báu ấy. Cái artifact hoặc là relic sẽ tốt hơn. Rồi, chúng ta có gì nào? Con này nó chạy ra đây. À, đừng nhầm nhá là warrior, à đây là con builder con đây này, warrior của mình hãy cho hồi máu cho nó lại sang đây đánh cái outpost này. Rồi, máy mình khá là cũ rồi, load hơi chậm. Chơi một turn mà mãi không đi hết. Bị giết rồi. Cái điểm này rất là quan trọng nhé. Khi mà bạn lên được 25 điểm đấy, thì bạn sẽ được chọn một cái gọi là tôn giáo ban đầu, một cái niềm tin nguyên thủy. Thì mình sẽ kỹ hơn về cái phần đó. Rồi, xây cái này nào. Đó, xây xong cái là từ 5 lượt chỉ còn 4 lượt thôi. Bên này vẫn là 7 lượt thì mới xong. Rồi, mình xem là dân đang được điều phối như thế nào. Chắc chắn là hai cái này rồi. Mình muốn tăng này nhanh lên một chút, tại vì 4 lượt thì hơi bị lâu. Nên là mình sẽ cho một con dân vào đây. Đấy, để tập trung làm cái này cho nhanh, thì chỉ mất 3 lượt nữa thôi là được. Bù lại thêm 19 lượt nữa mới lên được dân. Kệ nó, tí mình sẽ đổi lại sau. Rồi con này đi đâu tiếp đây? Đứng lên núi xem. Đứng lên núi thì tầm nhìn nó rộng hơn. Ôi. Rồi mình tìm thấy cái ngôi làng, và ngôi làng này giúp mình nghiên cứu xong được cái Mansory này, cái vũ ích. Mình hy vọng là cho mình kho báu hay là gì đó, là một đạo quân gì đó thì tốt hơn. Nhưng chắc là vì mình đang có con lính đứng đây rồi. Thấy mình nhiều quân rồi không cho nữa. Mình đùa trên đấy là ngẫu nhiên. Rồi, cho lúc chờ đợi cùng bàn về quân Việt Nam. Và cùng bàn về Hai Bà Trưng ha, 3 triệu. Đó, mình nghĩ là thiết kế rất là đẹp đúng không? Nhà sản xuất Vlasic đã nghiên cứu rất là kỹ để thiết kế hình tượng anh hùng của chúng ta. Đó, với mũ đội đầu này, về khăn vấn này, giáo này, nó đều là đặc trưng. Hạc của Âu Lạc này, đây là đặc trưng, rất là đặc trưng của Việt Nam. Rồi, tiếp cho lại quay trở lại với những cái đấy. Bây giờ thì mình tiếp tục. Rồi, mình sẽ cho con đây thành nho.
này sang đây để rồi mình nghiên cứu xong Code of Law, tức là cái nền tảng của pháp luật đó, nên mình sẽ được nghiên cứu tiếp. Và với phần chính sách chính trị thì đầu tiên là bắt buộc, rồi sẽ có hai lựa chọn để mình nghiên cứu cái này hoặc cái này. Và mình sẽ chọn cái Grab Main Shift này. Đó, và để push trigger này được nghiên cứu nhanh được một nửa thì mình phải có một con dân và nó xây được ba cái try, tức là input 3 try. À, mình lấy một chút là mỗi một cái này khi con dân nó, con full này nó ra đây nó canh tác xây dựng thì nó tính là improve cho một cái try, là một ô. Đó, con dân này thì nó có 3 lượt xây dựng, và nếu mình dùng hết 3 lượt xây dựng này nhìn canh tác 3 thứ thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Rồi, chúng ta có thêm các chính sách. Thì thời điểm này sẽ có discipline để cộng 5 điểm để tiêu diệt bọn thổ phỉ. Và urban planning, chính sách ngoại ô ha, giúp mình tăng thêm một sản lượng cho mỗi một thành phố. Bây giờ mình chỉ có một thành phố thôi nên là cái này sẽ giúp ích. Rồi. Đó, mình đoán là bây giờ mình sẽ bỏ con này đi và nó vẫn sẽ giữ được hai turn ở đây, vẫn mất 3 turn. Ok, mình chọn này đi để mất 2 turn thôi. Rồi, xem thử xem sắp đến có thành phố nào không, chưa có thành phố nào gần đây cả. Và mình khá chắc là gần đây sẽ có một cái nền văn minh nào đó, bởi vì nền văn minh này đã gặp cái Jerusalem này trước mình. Chắc chắn là một thành phố nào đấy của một nền văn minh khác. Rồi, quay trở lại với bài triệu. Voi chiến, nó cho thời medieval, thời trung cổ. Đó, con này rất là mạnh khi mà phòng thủ, nhưng mà rất đắt. Đó, nó có greater size, nó có tầm nhìn rộng hơn, nó nhìn được nhiều ô hơn. Đó, và với những cái đặc tính như thế này, khi mà xây tập trung vào xây các thành lũy quân sự và cộng điểm culture này thì hướng đi chiến thắng khả thi nhất đối với Việt Nam là chiến thắng quân sự, và sau đó là chiến thắng văn hóa, culture. Thì ở trong game này chắc là mình sẽ chơi phối hợp giữa việc xây thành đó để xây quân sự, và sau đó thì sẽ chuyển dịch dần sang hướng là chiến thắng về văn hóa, chiến thắng về culture. Các bạn chờ xem nhé. Rồi mình nhìn thấy ở đây có một cái điểm rất là lạ. Đây, tự nhiên nó lại cộng một culture, một science, tức là một điểm văn hóa, một điểm nghiên cứu khoa học. Mình khá là chắc ở đây là có một cái công trình gọi là kỳ quan. Đi thử ra xem. Rồi, mình đoán đúng rồi. À rồi, đồng thì mình gặp một nền văn minh tiếp theo là Montezuma. Của Aztec, gọi là gì ta? Aztec à? Đọc là gì? Aztec hay Aztec gì đó. Đây, Aztec, đại khái là nền văn hóa Maya, châu Mỹ, của phía Nam Mỹ, Mexico, cái thứ tiền thân của những cái nước như là Mexico, châu Mỹ. Rồi, bình thường thì mình sẽ phải tặng cho nó quà, mất 25 vàng ở đây. Đó, nhưng mình đã xác định là trận này sẽ chơi theo đường chiến tranh nên là kiểu gì thì kiểu sẽ đánh nhau, kệ nó thôi. Đó. Bởi vì mình không tặng nó quà nên tí nữa cái độ giao hảo này nó sẽ giảm xuống, nó sẽ khó chịu bức xúc với mình. Nhưng mà mình cũng kệ nó thôi. À rồi, con này lừa sau có thể canh tác được ngựa, canh tác được cái ngựa ở đây. Nhưng mà mình chưa nghiên cứu cái Animal Husbandry, chính là cái này. Nên mình chưa canh tác được, mình bắt buộc phải chờ. Rồi, skip turn lên sang lượt sau. Đó, vẫn thì thấy không? Độ hảo hữu là xuống unfriendly rồi, nó không thích mình vì mình không tặng quà cáp gì cho nó cả. Nó độ hảo hữu ở đây. Đó, trừ 7, biết tại sao. Thôi kệ nó thôi. Thằng nào tí nữa sẽ đánh nhau. Rồi. Nào, đấy mình cứu xong cái này rồi, và ngay lập tức đây, thấy ngay một con lợn ở đây. Mình xây được cái này. Xây chuồng. Đó, để canh tác ngựa. Ok. Đó, mình chọn đi vào rừng để tí nữa được tăng điểm di chuyển. Đó, cái này được 4 điểm di chuyển liền. Mình đã được lên cấp
đó, nhưng mình chưa chọn lên cấp, bởi vì nếu bây giờ mình chọn lên cấp thì mình sẽ bị phí mất điểm di chuyển. Nên cứ đi đã, đi trước đã, lên cấp sau. Rồi có hai cái, đi nhanh hơn trong rừng, đi nhanh hơn trên núi, nên mình chọn đi hơn trong rừng rồi, thì Việt Nam lợi thế là được cộng điểm trong rừng. Rồi tiếp theo đấy, như mình nói lúc đầu, mình đầu nghiên cứu cái này để xây xây thành đó, và để trigger được cái này, tức là giúp cho quá trình nghiên cứu giảm một nửa, thì mình phải kill được ba con barbarian. Do tại sao lại mình cố gắng kill với con ở đây, chỗ này lại xuất là một cái outpost khác. Là xung quanh nhà mình có khá nhiều outpost. Nó và như mình nói ngay từ đầu là phải đoạn đầu bạn phải cố gắng là tiêu diệt những cái outpost đó, bởi vì đoạn đầu nó sẽ ra quân ít thôi, nhưng tí nó sẽ ra quân rất là nhiều với con thổ phỉ ấy. Rồi, đây là lúc thích hợp để xây settler rồi. Quên mất mình đã không check lại xem là nó đang chia cái phần xây dựng của mấy con này như thế nào. Con dân mình nó đang ở đâu? Xây settler mất 7 turn, khá là nhanh cho phần bắt đầu. Ở đấy lại thêm một cái outpost nữa ở đây. Đó, nhưng mà mình có một cái làng ở đây. Hy vọng là cho mình giấy đáng giá. Ôi, quá tuyệt luôn. Mình được một cái Great Work. Cái này rất quan trọng. Cộng cho mình 4 điểm Faith. Đó, và 8 điểm Tourism. 4 điểm niềm tin và 8 điểm Tourism. Tourism thì tí nữa là một cái chỉ số quan trọng để tăng và để mà giành chiến thắng văn hóa. Đó, và mình đã được 25 điểm Faith rồi. 25 điểm. Đâu rồi? Pantheon Religion. Đó, và nếu mà bạn có được 25 điểm niềm tin, điểm tôn niềm tin, thì bạn sẽ sáng lập được một cái Pantheon, cái là cái tôn giáo sơ khai. Tí nữa thì được sau cho mình sẽ được chọn. Hiện tại thì chưa. Rồi. Where do we go? À rồi. Rất may mắn vậy thì thêm tiếp một cái làng nữa. Chúng ta có nên ăn luôn nó không? Nên thôi, tại vì ngay đây là có một cái thành phố rồi, rất gần rồi, hiểu sao nó không ăn cái này. Ôi, quá tuyệt. Không, mình vừa được cái gì nữa? À rồi, mình vừa tìm thấy cái city state thứ ba là Seoul. Việc tìm thấy ba city state rất là quan trọng, bởi vì khi mà bạn tìm thấy ba cái city state ấy, thì bạn sẽ kích hoạt cái chính sách này. Political philosophy. Đại khái là nền tảng chính trị à? Học, học thuyết luận chính trị. Đó, cái này sẽ được boost bằng việc là gặp ba cái city state, thì mình vừa gặp thêm cái Seoul này. Đó, nên là mình gặp được ba cái city state bao gồm Laventa này, Jerusalem này và Seoul. Đó. Tiếp theo đó philosophy. Mình không biết là nó vừa cộng cho mình cái điểm gì. Mình vừa ăn cái thành phố này nó cộng cái điểm gì mình không kịp nhìn nữa. Nhà chắc không phải thêm cái con lính là gì đấy rồi. Nếu thêm lính thì mình đã biết. Hay nó cho mình vàng nhỉ? Chắc nó cho mình vàng. Mình không kịp nhìn, nhưng mà maybe chắc là nó cho mình thêm vàng. City state thì thường cho, à nhầm, nếu mà cái village này mà cho vàng thì chắc thêm được khoảng 20-30 vàng gì đó. Có vẻ là như vậy. Rồi, mình đã có một con ngựa, mình không biết là mình có thể bán nó cho đạo Montezuma được không. Rồi, nó không thèm luôn. Hồi xưa thì cái này là nhà phát hành game sẽ cho các con này, nó sẽ gọi là thế nào nhỉ, nó sẽ tự định giá, nhưng bây giờ chắc là mình phải chọn. Đó, 3 vàng nó chịu này, 4 vàng thì không chịu. 3 vàng cho một lượt, cho 30 lượt là mới được có 90 vàng. 90 vàng mà nó không chịu nữa. Thử bỏ này đi xem nào. 3 vàng mỗi lượt chỉ được tầm 20 vàng thôi, tức là con này nó chỉ đồng ý với mức khoảng tầm 60 vàng. Đó, quá rẻ bèo cho một con ngựa. Không bán.
Mình hy vọng sẽ bán được nhất khoảng tầm 4 đến 5 vàng, chứ còn 3 vàng thì quá rẻ. Rồi, mình sẽ xem test sau. Rồi, nhiệm vụ của mình là cố gắng đi giết được 3 con Barbarian. Đó, đây có một cái, hai cái. Và trên này nữa là cái số 3. Vậy bị giết một cái rồi thì mình giết hai cái nữa thôi là được. Nó để kích hoạt được cái chính sách này. À, kích hoạt được cái nghiên cứu khoa học này. Đó, đúng như mình đoán, đây mình sẽ được chọn cái Pantheon là những cái niềm tin tôn giáo đầu tiên. Thì theo nó là những cái chỉ số thôi, giúp bạn tăng cường khá nhiều thứ. À, ví dụ như là có cái này thì cộng cho điểm phase này với những cái holy site mà ở gần các cái băng, gần băng giá, rất có lợi cho quân Nga. Đó, hay là cộng điểm thoải mái này nếu mà xây cái holy site gần district, à, gần river, gần sông này. Đó, hay là nếu mà chơi theo đường về chiến thắng khoa học hay là chiến thắng văn hóa thì cái device spark này rất là quan trọng. Đó, bởi vì nó sẽ tăng điểm cho tuyển các cái vĩ nhân. Đó, như là trong Holy Site Campus hay là Teacher Square. Đó, vĩ nhân là gì tí mình thích kỹ hơn. Đó, hay là đây cái này chẳng hạn thì cộng một điểm sản lượng cho tất cả những cái như là đầm lầy, oasis hay là vùng đất bị ngập. Cái này rất có lợi cho quân Ai Cập. Đó, mình cũng có rất là nhiều những cái vùng xung quanh. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Thì mình có 5 cái vùng đất bị là vùng đầm lầy ấy. Đó, bạn thấy vùng đầm lầy đây nó chỉ cộng 3 lương thực thôi. Nếu mình chọn cái này nó sẽ cộng thêm một sản lượng nữa. Đó, nhưng bởi vì đặc thù của quân Việt Nam là tí mình xây các cái district vào đây, xây các quận gọi là công trình thành phố vào đây thì tự nó sẽ được cộng điểm production rồi, nên mình không cần cái này nữa. Nhưng với quân Ai Cập thì rất có lợi. Đó, hay là cộng một điểm culture nếu mà với những cái chuồng trang trại này mình có một con ngựa đây, nhưng mình chọn này sẽ cộng thêm một điểm culture. Rồi. Rồi, có rất nhiều. Ở đây thì mình chọn cái này. God of the Fork. Đó, nó sẽ giúp cho mình tăng điểm production khi mà mình xây lấy các cái quân đội, đúng không? Xây các đạo quân của thời gọi là tiền sử và thời hậu thời trước thời cổ đại, à, gọi là trước thời trung cổ. Đó, mình sẽ chọn cái này. Mình xác định ngay từ là mình sẽ chơi được quân sự rồi. Rồi. Rồi mình còn một lượt xây dựng. Mỗi con phu này thì có 3 lượt xây dựng. Bây giờ mình chỉ còn một thôi. Thì mình đã xây một cái chuồng ngựa và một cái mỏ đá ở đây rồi. Kiểm tra xem dân đang làm gì. Dân đang ở đâu? Dân đang ở mỏ đá. Bỏ đi rồi nào. Rồi nó chỉ làm chậm con settler này đi một nước thôi. Đó, nhưng bù lại thì mình sẽ có thêm nhiều dân nhanh hơn. Nên là mình sẽ kệ cho nó chạy sang đây nó lấy lương thực. Rồi, đánh này thì mình sẽ gạo mất, hôi máu trước ạ. Cái này cứ đứng tạm đây đã, mình chưa nghĩ là cho nó xây cái gì. Chắc chắn là phải xây ba cái title rồi, xây cái ba try này để kích hoạt cái chính sách này, nhưng mà chắc là sau đấy. Oh, mình gặp thêm Nhật Bản. Thử xem bán con ngựa cho Nhật Bản được nhiều tiền hơn không? Hy vọng là bán con ngựa cho Nhật Bản được nhiều tiền hơn. 100 vàng nó không chịu. Hy vọng biết nó đồng ý với mức giá 4 vàng không? 5 vàng thử xem. 5 vàng cũng chịu rồi. 4 vàng được không? 4 vàng không chịu, bọn này chỉ mua với giá 3 vàng thôi à. Một con ngựa này chỉ có 3 vàng cho 30 lượt là 90 vàng. Quá là rẻ. Quá rẻ mặt. Thử lấy nó thêm một ít tiền nữa. À rồi, 3 vàng và thêm 10 vàng đính kèm. Thì là khoảng tầm 100 vàng cho con ngựa này. Thật ra thì đoạn đầu này mình cũng chưa dùng ngựa làm gì cả. Ok luôn. Đó, nên là có thêm vàng là một cái rất là quan trọng. Rồi, ok, next turn thế nào. Xong rồi thôi.
Lại, ở đây lại có một cái village nữa, lại một cái village, một cái ngôi làng nữa ở chỗ này. Hy vọng là mình sẽ đánh được con này kịp để chiếm được cái ngôi làng đó. Rồi, xem nào. Mình bắt buộc phải cày ba cái này. Ở đây có một con cừu. Nếu mà mình mở sang con cừu này thì mình sẽ mất 80 vàng để xây được chỗ con cừu này. Quá là tốn kém. Nên chắc là mình sẽ xây cái màu đá ở đây luôn. Để hoàn thành cái yêu cầu có improve 3 ô đất. Rồi, bạn thấy không? Bản đồ rất là chật đúng không? Rồi mình đi có mấy bước thôi đã gặp hai nền văn minh ở ngay gần nhà mình rồi. Đó. Technotilan ở đây là thủ đô của quân quân Montezuma Aztec à. Aztec rất gần. Đó, nên mình chắc là xây một thành phố ở ngay đây. Mình sẽ xây một thành phố ngay gần đây. Sau đó thì kéo quân sang đây đánh. Đánh luôn cả hai nhà này. Ok, biết nhà nó đâu rồi thì thôi quay về. Mình muốn biết chắc là... À, lại thêm một cái village nữa. Mình rất là may. Mình hiếm một trận nào mà mình gặp nhiều village ở lúc bắt đầu như thế này. Mà lại còn mở được đủ cả 3 city state. Đây là bản đồ rất là bé. Người gặp nhiều như này là rất hiếm. Đập nhau nào. Chắc phải chờ thêm một tí nữa để hồi máu chứ đánh thì chết mất. Nào, mình phải lấy dân trước tại vì xây một con settler nó sẽ mất đi một dân nên mình phải chọn này, bỏ qua cái này sau. Nhà không mông quạnh thì con nào nó có thể đốt nhà nữa thì toi. Hy vọng là không một con barbarian nào xông vào. Để rất nguy hiểm có một cái outpost ngay đây, nó tiến lên đây nó đánh được mình. Đó, hy vọng là Laventa sẽ cho quân đội này đánh cái bọn này thì mình sẽ đỡ. Úi rồi nhục rồi. Vừa nói xong cái chỗ này ra ngay một con Slinger lính quẩy đá. Không biết mình có đánh nổi không, hai con này cùng sờ đánh mình thì chết luôn. Rồi, cứ thử xem. Không đổi cái thì chạy. Mình nghĩ là mình vẫn chạy kịp. Ăn cái này trước ạ. À? Cộng điểm fail. Không có tác dụng gì luôn. Điểm fail của mình đã rất là cao rồi. Đó, mình có hai chính sách mới. Đó, cộng Ikum cộng 30% tốc độ sản xuất những con builder phu xây dựng và Agoge gì đây cộng 50% tốc độ sản xuất những quân lính cận chiến hoặc là những con Ranger là con cung. Mình cần phải clear cái này trước đã. À, khá căng. Xem lại xem mình có bỏ sót cái chính sách gì không. Toang. Hy vọng là không chết. Chết rồi. Quá nhỏ. Mình đã rất ít quân rồi còn bị đánh chết. À, lên level trước đã. Nó sẽ xông đến đây để đánh nhà mình. Khá nguy hiểm.
Mình còn một con scout ở dưới này. Hy vọng là mình phải chạy kịp về nhà. Mình đang có lợi thế là đi rất nhanh. Đó, cứ đi trong rừng thì sẽ đi rất nhanh. Đó, lại gặp con scout khác. Trận này khó đấy. Đó, coi như là ước mơ của mình là mục tiêu chạy sang đây xây thành phố đây là phá sản mất rồi. Tại vì đây là có một con Gabriel nó chặn đường, nên mình xông ra đây nó sẽ bắt mình mất. Này, bạn thấy có chỗ màu xanh đúng không? Chỗ này chỗ rất tốt để xây thành phố. Mà những khả năng là mình sẽ không xây kịp rồi. Đó, lựa chọn thứ hai là chỗ này. Mình vừa nghe thêm một tiếng New Barbarian Outpost ở đâu không biết. Lại thêm cái nữa đây. Nên giờ đi khá là xa, không lo lắng lắm. Đánh đâu, mình không đi được nữa. À, mình khá tiếc cái village ở đây, đúng là mình có thể được nó rồi. Không sao. Chứ mà không thể nào mà chiến thắng hoàn hảo được, sẽ luôn luôn có tổn thất. À, sau những bản cập nhật gần đây của Firaxis thì mình thấy rằng là càng ngày cái đoạn đầu bắt đầu chơi và trình độ đi thi thì càng khó hơn, bởi vì những con đặc biệt này nó rất là khỏe, ra quân rất là nhanh và nhiều ngay đoạn đầu. À, những cái bản trước thì mình chơi thì nó ra quân chậm hơn và mình dễ dàng để clear, để làm sạch, đánh sạch bọn Gorgon này ở đoạn đầu. Úi rồi, nghe tiếng xoành phát biết ngay ở con nữa ra đời. Đó, đánh này là rất mệt cho mình này. Giờ nếu mình bỏ chạy thì có khi còn mệt hơn. Sẽ đập luôn con này. Hy vọng là lần sau nó không ra thêm một con nữa, không thì chết chắc. Đánh cái mức này mình cũng không giết được nó. Mình không giết được nó thì mấy con này sẽ ăn mất. Hy vọng là đánh được. Hoặc hy vọng nó chạy về phía bên này đi. À, mấy con đánh được nó rồi. Đó, nếu bạn vẫn nhớ thì mình cần giết thêm một con nữa. Đó. Mình sắp ra được cái settler ở đây. Mình còn cái outpost ở đây. Oh, Montezuma đã xây thành phố chỗ này rồi, rất là gần. Đó, mục tiêu mình là muốn xây thành phố đấy cũng không thể xây được nữa. Montezuma đã xây rồi. Aztec đã xây đấy rồi. Rồi, vậy chỉ mình có lựa chọn là xây được ở đây hoặc là xây ở phía bên này. Chắc là mình sẽ xuống phía bên này. Vì lý do là chỗ này chả có rừng núi gì cả. Thì nó không xây được thành phố, à, không xây được các cái công trình thành phố. Ôi giời, may quá. Mình vẫn sống, sống là còn sống là còn hy vọng. Rồi rồi, bởi vì mình còn sống nên là mình sẽ clear cái outpost này trước, sau đó đi giết con này. Oh, lại thêm một cái village, một cái village nữa, một cái thành nữa, nó sẽ là một cái ngôi làng nữa cho con scout là ăn. Con scout thì đặc thù là nó ăn mấy cái ngôi làng và tìm thấy gọi là các kỳ quan thế sự cộng điểm. Với nhiệm vụ nó trinh sát nên thành ra là khi mà trinh sát thành công thì sẽ được cộng thêm điểm. Mình đang nghĩ xem là mình sẽ thành phố tiếp ở đâu. Đó, bạn để ý một chút là chỗ này mình đã nhìn thấy tiếp có hai cái dấu hiệu science, đúng không? Cộng 2 điểm science. Cái này là điều không tưởng nếu mà đấy là một cái bản đồ bình thường. Đó, nét chắn chỗ này đó, cộng 2 Saiyan, cộng 2 Saiyan, chỗ này cũng cộng Saiyan thì chắc ở đây sẽ là có một cái kỳ quan thế giới, kỳ quan thiên nhiên ở đấy ở chỗ này. Đó, có lẽ là mình sẽ cho con settler mình xuống đây xây dựng. Là mình sẽ muốn xây gần ở chỗ này để lấy điểm Saiyan miễn phí. 7 turn, 8 turn. Đó. Mình muốn xây như thế nào đó để lấy được mấy cái rừng ở đây để xây dựng, gọi là để xây các cái công trình thành phố. Rồi, ok, chúng ta đã xây xong builder.
xây dòng Settler rồi, bây giờ chúng ta xây quân. Nghĩa xây thêm một ít Slinger để phòng thủ. Đó, nếu mà đạo quân ở đây nó kéo sang thì rất là mệt. Mình xem lại các chính sách của mình nào. Mình sẽ đổi chính sách, sẽ mất thêm một ít tiền. Sẽ tăng tốc độ xây dựng quân sự. Rồi. Mình được boost cái Early Empire này một cái vô ích, tại vì thì đã có 6 dân mình sẽ được tăng cái điểm đó, mình sẽ được trigger cái đó, không cần phải làm gì cả, coi như là cái village này là vô ích rồi. Rồi mình sẽ phải đổi policy để training lính nhanh hơn, dùng cái policy này nó sẽ làm tăng 50% tốc độ sản xuất quân lính. Đó, ban đấy mình xây thành chỉ mất có 4 turn thôi. Đó, nhưng mà không có cái certain location nào. Tại vì như mình nói lúc nãy là phải xây đặc thù cái này, chứ là không được xây cạnh thành phố. Bạn này kỹ nó sẽ một dòng là cannot be built adjacent to the city center. Đó, nên là mình sẽ phải xây, phải mua đất để xây. Maybe là chỗ này. Không biết là xây vào chỗ này là tính là Marshall có xây được không? Maybe là xây được vào chỗ này. Rồi, thử xem. Nếu mà xây ở đây, xây ở chỗ này, thì tí nữa mình xây các quận khác xung quanh sẽ có 1, 2, 3, 4 chỗ để xây. Hy vọng là chỗ này xây được. Vì đây là lần đầu mình chơi quân Việt Nam thì mình không chắc ở đây xây được rồi, may quá. Ok, cứ đặt cục gạch ở đấy trước ạ. Xây nó con Slinger để bảo vệ phòng thủ. Tí còn lại xây tiếp. Rồi vào ngoài xây thành. Mình đã nghiên cứu được doanh trại quân đội rồi. Bây giờ mình sẽ nghiên cứu tiếp cái pottery này. Để nghiên cứu để xây cái gọi là campus, là khu vực nghiên cứu, thư viện. Campus hiểu trường học, thư viện ạ. Rồi Montezuma đã không ghét mình nữa. Thì mình chẳng có tài nguyên gì cả. Bọn này nó chỉ ghét những đạo nào nhiều tài nguyên thôi. Nó thấy mình quá nghèo nên nó không ghét. Đó, bởi vì trong mối quan hệ tốt này thì mình có thể kết thân với nó được. Thì mình sẽ thử. Đó, kết thân với nó để bảo vệ an toàn mình trước. Tí nữa mình mạnh mình đánh nó sau. Có thêm một cái outpost nữa ở chỗ nào đó. Lại đây. Trời ơi. Mình có thể xây thành trước hoặc là xây warrior, nên cân nhắc cái chuyện đấy. Vì như này thì không đủ để phòng thủ. Nào mình muốn đập cái này. Không thì nó kéo quân vào đánh mình thì cũng toi. Còn chỗ này nữa. À, mình sẽ xây warrior trước vậy. Cái kia cứ để đấy, thì xây sau. Mệt hơn cho mình, chỗ này lại có một con Farpost sản xuất ở đây. Đó, như bạn có thể thấy rằng là đấy, hiện tại thì so với bản cập nhật này của Firaxis thì mấy con Barbarian này xuất hiện rất là nhiều. Đấy, xung quanh nhà mình vẫn đã có 1, 2,
ba cái rồi, nó lại mình vừa lấy một cái dưới này xong. Thế giờ chỉ có đi diệt thổ phỉ thôi, hết thời gian rồi. Đó, cái này rất mạnh này, cộng tới tận 4 điểm science. Mà mình sẽ muốn lấy cái này. Nào nên maybe mình sẽ đi thành phố sát vào đây luôn, rồi đi chiếm lấy cái này. Đó, sẽ làm tăng điểm science, nghiên cứu khoa học sẽ lên rất nhanh. 4 điểm miễn phí. Bỏ đây xem bỏ đây xem có đánh cái này không. Cái này mình sẽ phải xây bất cứ một cái district nào specialty district không gồm cái thành này không được tính là một cái specialty district đó, nên là cái này chắc mình sẽ nghiên cứu sau, nghiên cứu cái train này trước. À, một tên Zuma xanh rồi, quên mình chưa kết thân nữa hả nó. Chờ trước phải kết đồng minh với nó luôn. Thông tí nó lại mặc lại đen thui, không kết đồng minh được. Nè, kết đồng minh sẽ được kéo dài trong 30 lượt. Về ban lượt thứ 28. Mình kết đồng minh với nó trong vòng 30 lượt, tới khoảng 60. Thì mình có thời gian để mình xây dựng quân đội, không sợ nó đánh mình. Nè, với cái bản đồ đó mình chọn là continent thì thường là nó chia thành hai cái đảo. Một đảo lớn với cả 5 nền văn minh và đảo nhỏ với ba nền văn minh. Mình đoán là mình đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Nhìn cái bản đồ như này thì mình đoán đây là một phần của hòn đảo. Rồi, kết đồng minh nào. Declare friendship. Rồi và khi mà kết đồng minh rồi thì mình có thể bắt nó mở biên giới cho mình. Với giá rẻ mạt. Không phải là 100 vàng đâu, chỉ cần trả nó một vàng thôi, hoặc là ba vàng thôi là nó sẽ đồng ý. Thì thường là khi kết đồng minh thì nó sẽ open cho mình cái việc mở biên giới. Đấy, happy rồi. Đó, và khi mình kết đồng minh với cả quân này thì mình nghĩ là quân Nhật nó sẽ khó chịu, hai đội này sẽ đánh nhau. Nhưng mà nó đánh nhau thì một lợi thế rất lớn cho mình. Bởi vì khi đánh nhau thì hai quân cùng suy yếu. Mình sẽ có thời gian để mình phát triển. À may quá, cái outpost này bị chết rồi. Khả năng chính là quân Laventai đã xông lên đánh chết nó. Rất là may chứ nếu mà mình vừa phải đánh cái bên trái này, à vừa đánh cái bên phải này, đánh vào cái bên trái này thì rất là khó, quân mình nó rất là mỏng. Giờ chỉ có hai con thôi, một con sắp ra đời là con thứ ba. Rồi, nhạc rất Việt Nam đúng không? Tiếng đàn bầu. Âm nhạc rất đặc trưng. Rồi vì cái outpost trên đã vỡ, mình khá yên tâm thì mình sẽ xây cái thành này. Ôi giời, gần chết rồi. Chứng tỏ là quân Jerusalem đây làm việc rất là tốt, đã hạ gục bớt cái này đi cho mình. Vậy thì mình chỉ còn cần ra đây chiếm lấy cái village này thôi. Ôi chết, mình thấy một con Scout Barbarian đang đi đuổi theo đuôi thành phố của mình, à con settler của mình. Nó bị không ngại lắm vì nó sẽ không đi kịp, nó không thể đuổi kịp mình. Ok, mình đứng đây cho chắc chắn. Rồi, chút nữa thì mình sẽ nói thêm về phần Great People, các vĩ nhân. Phần chiêu mộ các vĩ nhân như thế nào. Đó, bởi vì mình đi theo đường quân sự, đó, nên là có một số vĩ nhân rất là quan trọng trong con đường quân sự. Hy vọng là mình lấy được Lathis ở đây. Nếu mà mình lấy được cái Lathis này thì sẽ trigger được cái nghiên cứu cung Archery.
Đó, nhưng kiểu Archer thì phải giết được một unit bằng con Slinger, cái con này là con Slinger. À, được, mình giành được last hit rồi, mình giành được last hit ở đây. Ăn last hit nào. May quá. Chả hiểu sao chết được một vòng luôn, chắc là lag. Đây đã nghiên cứu đâu. Đến đây mới được một đường. Không biết là mình có ăn hôi được không? Để lại gần xem nào. Ok, lại chiến thuật như cũ, mình sẽ đứng đây để mình chờ để ăn ăn cướp last hit mà hy vọng là nó không giết mình trước. Đen thì chết đấy. Rồi trong Civilization 6 thì chúng ta có các cái hệ thống gọi là vĩ nhân. Thì chia thành là vĩ nhân quân sự này, thủy quân này, xây dựng này, thương nhân này, nhà khoa học này, writer là nhà văn này, nhà là nghệ sĩ này, nhạc sĩ này, nhà tiên nhà gọi là nhà tiên tri à? Rồi. Đó thì nhà tiên tri là để sáng lập ra các tôn giáo, nếu mà đi theo đường chiến tranh tôn giáo, muốn thành lập tôn giáo bắt buộc là phải có được nhà tiên tri. Mình không chọn cái này bởi vì đạo Việt Nam không có lợi thế. Và thứ hai là khi mà chơi bản đồ nhỏ ấy thì thật ra là chỉ có 3 tôn giáo thôi, chỉ được lật 4 tôn giáo thôi. Bình thường chơi bản đồ standard thì sẽ được 8 tôn giáo. Đó, nhưng mà chơi bản đồ nhỏ này, xin lỗi, chơi bản đồ standard thì sẽ được 6. Sợ mình sợ không nhớ chính xác, 5 hoặc 6 tôn giáo gì đó. Nhưng với bản đồ nhỏ này thì chỉ được 3 thôi, 4, chỉ được 4 tôn giáo thôi. Nghĩa là chỉ có 4 nhà tiên tri. Sau khi mà tuyển hết thì sẽ hết luôn. Rất khó để cạnh tranh với cả máy, thì nó được cộng thêm rất nhiều điểm vì mình chọn trình độ đi thi. Rồi quay trở lại. Đó thì mình chơi theo đường quân sự nhé, chắc là mình cần một vị tướng để giúp tăng điểm cho quân sự. Đó thì mình sẽ phải cố gắng để tăng điểm cho ông này, tuyển ông Khổng Tử. Đó, mình chưa có nhà nào có điểm để tăng điểm cho Great General, cho tướng quân cả. Hy vọng là mình sẽ lấy được. Đây là một pha đánh cược liều mạng. Mình mà xong ở đây thì mình cũng chết. Khả năng là mình chết trước nó. Tại vì còn con này nó phải đánh mình. Nó mà đánh xong thì mình cũng hấp hối, hai bên hấp hối. Thôi rồi, mình rút, tại vì nó rất ít quân. Mình không muốn liều mạng, thì lấy 30 vàng. Rồi, xây một settler ở đây. Đấy, được 30 vàng. Thì lên đây nữa, ăn cái village này, hy vọng là được thêm một cái gì đó thú vị. Rồi, giết con này đi. Rồi, mình sẽ nghiên cứu, mình sẽ xây dựng. Rồi, huấn luyện Warrior vì mình đang có một cái policy là xây dựng, giảm 50% chi phí để xây dựng quân. Rồi, nói thêm về đây, để có được vĩ nhân thì bạn sẽ cần tăng cái điểm này. Mình đang không có điểm nào hết. Nó gọi là Great General Point. Nhưng mà sau khi mình xây thành, thành xây xong sẽ được cộng một điểm. Đó, đây là lợi của việc xây thành. Chúng ta cùng chờ nhé. Xem dân mình đang ở đâu, đang làm gì nào. Lại xây một cái outpost mới. Huế. À, thành phố mình vừa xây đây là Huế. Giống phết nhỉ. Gần sông nước, gần biển. Thăng Long. Không biết đây là một sự trùng hợp hay là do ngẫu nhiên thôi. À, nhưng mà mọi thứ đang diễn ra khá là giống với bản đồ Việt Nam. À, cho đây, sang đây xem. Đó, trên này là Thăng Long và dưới là Huế. Mình sẽ đi nốt chỗ này, hy vọng là không có cái outpost nào ở đây. Rất mệt cho mình luôn.
Rồi. Mình sẽ xây thêm warrior, tất nhiên rồi. Và này là đoạn chuẩn bị chiến tranh rồi. Thăng Long ở phía trên. À, nó kích hoạt cho mình cái này cũng được. Continent. Mình chưa mở ra continent mới nên là chưa kích hoạt được cái này. Chắc là thôi cứ nghiên cứu thẳng qua thôi vậy. Này một cái, lúc nãy mình có nói là đây cái phần map option này này. Nếu bạn chọn cái này ở đây thì nó sẽ không hiện ra cái U, không hiện ra cái sản lượng của cái vùng đất. Đó. Cái này tiến vào dần rất là rất rất sát Huế, chắc là sẽ chọc vào Huế nó đánh mất. Nói kệ rồi. Xem nào. Nãy mình vừa xây xong cái thành này rồi, đơn vị quân sự. Mình quay trở lại với Great. Mình chưa được điểm nào. Rồi, được một điểm thế nhỉ? Hay là đây là đơn vị Việt Nam đặc biệt nên là không được điểm nào? Xem cái đây thế nào. À, quay trở về bảo vệ. Ôi, toang. Có một con scout ở đây của Barbarian ngay gần nhà mình. Chính tại đây có một cái outpost. Đó, mình đoán quá chuẩn luôn. Để tiêu diệt nó ngay. Đẩy không quân thì chết tôi. Không hiểu sao vẫn còn cái outpost ở đây. Giờ xem con dân này của mình, đây con dân này của mình nó đang cày ở đây. Được thêm 4 điểm xây, nhận thấy điểm xây mình lên thành 8 rồi, đang tăng rất là nhanh, 8.7. Hôm nay mới chỉ lom dom 3-4 thôi. Bên này đang làm gì? Bỏ này đi. Không, mình vẫn phải tăng dần. Thêm dân thì thêm người làm tăng sản lượng nhanh hơn. Sợ là sang đây nó phá cái này của mình. Khả năng cao là thế. Chỉ cần lấy một con này thôi, mấy con nó chạy về. Chỉ cần một con này thôi, nó xong rồi phá hết tất cả cái công trình mình xây dựng. May là đã không làm thế. Rồi, cái outpost đây được clear rồi. Mình đoán là quân Laventa đã giết nó. Rồi, chúng ta để chạy về bảo vệ thành phố. Và vì mình đã xây xong cái, đã nghiên cứu xong cái này rồi, nên mình sẽ xây tiếp cái campus. Ở đây bạn để ý nhé, cái chữ thành này nó có một cái là đây, cái dòng cộng một đầu tiên ấy là cộng một Great General Point per turn. Đấy, được rồi, đây cộng một rồi. Lúc nãy chắc là nó chưa load. Rồi mình xây tiếp campus. Đó. Và đặc thù quân Việt Nam thì chúng ta không thể xây được các cái quận này, district này ở bất cứ đâu, mấy cái chỗ này không xây được. Chỉ có thể xây được. Đây bạn nhìn ở đây. Đó. Được rồi. Mình sẽ xây được ở địa hình là đầm lầy hoặc là rừng thôi, như trong cái đoạn đầu tiên có giải thích rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải xây campus này.
Đó, mình sẽ luôn vào đây. Xây vào đây thì vừa được cộng 1 bởi vì nó ở gần doanh trại quân đội. Nó ngược lại cho nên quân đội còn được cộng thêm 2 điểm culture. Rất có lợi. Mình cứ để tạm đây thôi, mình chưa xây. Là đặt gạch trước. Rồi nghiên cứu cái gì nào? Cung hay là kiếm? Rồi, ok, mình sẽ nghiên cứu dần mấy cái này đi. Nghiên cứu kiếm trước đi. Tí nữa mình sẽ nâng cấp tất cả những con warrior này lên thành kiếm. Kiếm thì cần phải có sắt là iron, chính là cái này. Strategic resource sẽ cần cái này. Mình sẽ spam một loạt các con warrior này, sau đó nâng cấp nó lên thành kiếm và mang sang đây đánh nhà Montezuma ở ngay bên này. Rồi, chúng ta có gì tiếp nào? Con rùa biểu tượng của Việt Nam, kim quy thần rùa An Dương Vương đây. Mình sẽ xem có chỗ nào xây được nữa không. Này, này xây được một cái SL ở đây. Mà xung quanh này khá là ít rừng. 1, 2. Cái này là ra với thành phố đầu tiên rồi. Nó xây đây không có chỗ để xây các cái quận xung quanh, khá là ít. May quá, ra thêm phần lính nữa rồi. Xông lên nào. Rồi. Chúng ta xây nốt campus. Mình vừa đập cái đầm ở đây đi nên là hết lương thực luôn. Bốn mươi ba turn nữa mới grow lên được. Rồi, mình chọn này, xây cái này cho nhanh. Ôi, quên mất. Mình hãy cho con này tiến thêm một bước nữa, đánh luôn vào đây. Đứng đậy nữa. À rồi đây, Montezuma đã tuyên truyền với cả Hojo Tokimune, cả Aztec với cả Japan đã đánh nhau đúng như mình dự đoán. Thường là máy nó sẽ người ghét đạo quân nào mà kết đồng minh với cả mình. Ý là một nền văn minh nào mà kết đồng minh với mình từ đầu thì các con khác sẽ ghét đạo mình cái nền văn minh đó. Ôi, một bước đi sai lầm của mình là con này nó chạy vào thành phố. Mình nghĩ nó sẽ chạy như này. Về phòng thủ. Đây là nó phá cái chạy ngựa này của mình, mình bị giảm năng suất này. Đây là điều mình không muốn. Nhưng coi như là đã quá muộn rồi. Rồi, chúng ta làm gì được tiếp nào? Cái gì cần mình phải xây thêm một con dân nữa để ra đây cày cái iron này. Để cày được cái iron này thì mình có thể nâng cấp được con warrior này lên thành kiếm shaman đây. Đó, khi mà nghiên cứu kiếm xong rồi thì nâng cấp được bọn này lên thành shaman. Hy vọng con này sẽ bỏ chạy chứ nếu mà nó xông vào đây nó phá cái trại ngựa thì rất mệt.
Rồi, xem lại điểm Great Warrior xem nào. Mình vẫn đang được cộng 1. Đang dẫn đầu. Ôi giời ơi, nhục rồi. Đấy, mày đánh rất là củ chuối. Nó đẻ rất là nhanh những con này. Mình phải đứng đây phòng thủ đâu. Hy vọng là chỗ này xem điểm lợi thế cho mình sống sót vào được cơn hoạn nạn này. Nó và kéo thêm quân vào để giải vây. Nó nhưng mà khả năng chiến thắng là rất thấp. Đó, mình sẽ đổi lại policy. Tăng điểm tấn công. Hy vọng là cứu được con này. À, nếu đã ngay bây giờ mình tuyên chiến với cả Montezuma mình cướp được con này. Mình rất tiếc không thể. Đang là đi cry friend rồi. Không thể bắt cắt ngang được. Bao nhiêu lượt nữa? 21 lượt nữa. À, nếu nó đi xuống đây nó sẽ thành phố ở đâu? Nè, mẹ sẽ cố ngay đây. Hoặc là quanh quanh đoạn này. Montezuma thì đạo này sẽ cộng điểm tấn công. Aztec được cộng điểm tấn công khi mà họ có thêm tài nguyên, tức là những cái nguồn tài nguyên đặc biệt như là nho hay là vàng bạc này. À, mình sẽ xây ngay đây là những cái tài nguyên đó. Đây rồi, kệ nó. Mình sẽ muốn đi xem hết nhà nó trước vì nó đang mở biên giới với mình. À, để tí nữa nếu mà đánh cũng biết là quân địch ở đâu. Rồi mình có một cái mối lo lớn hơn là ngay đây. Hy vọng là với từng lấy điểm vừa cộng thì con này mình sẽ sống sót được lượt đầu tiên. Mình sống được một lượt thì mình sẽ hy vọng là chạy được. Tăng chơi vô. Nào, cố lên anh em. Cố sống nào. À, đây. Sau bản nâng cấp này thì máy mình còn chậm hơn lúc trước nữa. Được rồi. Mình vừa thấy có một con nữa lại chạy vào đây. Chạy vào nhà mình. Không biết từ đâu. Rất may là mình đang có sẵn một con ở đây. Chạy sang đây đứng. À, cái này đúng là còn sống là còn hy vọng đây. Tiếp tục phòng thủ. À, sau bản nâng cấp thì máy còn chậm hơn cả lúc trước. À, mình có một cái vùng đất khá là rộng. Kể ra thì các đạo quân nó cũng sẽ không tràn ra để xây thành phố. Thế nào? Nếu mà mình đi tiếp theo con đường hòa bình, mình sẽ xây được thành phố tiếp một cái ở đây, 2, 3, 4 cái ở đây. Đó, tổng là 6 thành phố. À, 6 thành phố thì cũng rất là chưa đủ để giành được chiến thắng. Nếu mà chơi trình độ DT thì máy nó sẽ lên rất là nhanh. Rồi, may quá. Con này của mình sống rồi. À, để mình giải thích là tại sao mình có thể sống sót được. À, thứ nhất là bởi vì mình để ở chế độ phòng thủ. Khi ở chế độ phòng thủ này thì nó sẽ làm tăng điểm phòng thủ. À, gọi là fortify. Thứ hai là chỗ này mình đang đứng. Đấy là một cái cánh rừng. À, và quân Việt Nam khi mình đứng trong rừng thì cộng thêm 5 điểm tấn công. 5 điểm... Ừ, tấn công phòng thủ là cộng 5.
Thứ hai nữa là mình dùng cái policy này là cộng thêm 5 điểm sức mạnh để khi đánh nhau với cả quân thổ phỉ. Cộng lại mình sẽ cộng thêm khoảng tầm 12 13 điểm lên. Để tại sao mình vẫn phải sống được mà chưa bị chết. Bây giờ là mình sẽ dựng nó. Rất là may. Rồi, con này của mình cũng lên đời rồi. Rồi, mình sẽ cộng với Ranger. Đây nó có hai đường, một là Garrison, đây là phòng thủ trong pháo đài, hai là Volley, đây là cộng điểm Ranger, cộng điểm đánh với cả các đạo quân bộ binh. Nó đây là tí mình sẽ dùng con này để đi chinh phạt nên là mình sẽ nâng cấp cái điểm này. Ok, cái này chỉ còn 8 turn nữa là sẽ nghiên cứu được. Mình sẽ để lại sau vì mình sẽ muốn là kích hoạt trigger bằng việc là ra đây cày cái mỏ này. Nên cái này cứ để tạm đấy, đổi sang cái khác. À, cần cái này. Nghiên cứu cái này sẽ cho phép bạn xây được xe công thành. Battering ram. À, quân Nhật đang vươn ra để chiếm lấy cà phê ở đây. Máy lốt khá là chậm, nó làm chậm đi cái tiến trình mình chơi. Này chạy đã giờ mới được có 40 lượt, 40 turn. Nhưng mà phần là do mình vừa ghi hình vừa ấy nữa. Vừa chơi vừa ghi hình nữa nên là lát chậm hơn. Sau khi mình xây xong cái campus ở đây đã thấy cái điểm culture này mình được cộng thêm 2. Điểm này sẽ được cộng thêm 1. Điểm cao chưa cộng thêm 2 là bởi vì mình xây cái thành này ở cạnh khu nghiên cứu. Nào, bắn nó thôi. Chạy phát về nhà luôn. Xong đổi policy hết bao nhiêu tiền? 130 vàng mới đổi policy thôi không chơi. Lúc nãy đổi thì rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng bây giờ khi mà trò chơi càng diễn ra càng về sau thì cái phần đổi policy đấy càng tốn tiền. Khi mà bạn nghiên cứu xong được một chính sách ở đây thì bạn sẽ đổi policy miễn phí. Thế còn nếu không giữa chừng mà đổi thì mất tiền. Nên mình đổi vẫn có 25 vàng đúng không? Lần này đổi 130 vàng. Quá tốn kém. Rồi. Cái này là gì? À, của Laventa, không sợ. Rồi, 5 turn nữa để xây xong một con Warrior ở đây. Yên tâm xây dựng. Rồi, để xem cho là vì có một cách để đánh giá. Được rồi, đây là ranking. Đó, về Science, mình đứng best. Nhưng mà nhìn như này thì hai đạo này, hai đạo đối thủ của mình nó đều có điểm Science rất là cao. Culture thì đoạn này nó không hề nghiên cứu một chút nào luôn, rất thấp. Domination, thế là về quân sự. Và về quân sự bạn thấy là đây là con rùa này đúng không? Nó mình là đứng cuối, trên mình thì là Montezuma, tức quân sự của Montezuma rất là yếu. Aztec, quân Nhật quân sự không mạnh, cái hạng này quân sự không mạnh nhưng mạnh là phải đứng lên top này rồi. Đó, nhưng mà Jurgen, nó thì quân Nhật đứng đầu. Quân Aztec đứng thứ ba, tức là hai đạo này nó đang đi theo đường về tôn giáo đó, và Nhật thì còn đi theo một phần nó thì theo đường về văn hóa, quân về văn hóa và khoa học. Nó đi phân tích cái bảng ranking này sẽ biết được chiến thuật chiến lược mà đối phương chọn đó, và từ đấy giúp mình có thể lựa chọn cái hướng đi tốt hơn. Rồi mình tiếp tục xây Warrior Early Empire. Rồi mình nghiên cứu cái này trước, lý do là mình muốn thay đổi policy. Đấy, mình đứng vào rừng là bởi vì mình lấy thêm một lượt di chuyển nên mình được 3 lượt di chuyển. Mình sẽ đi 2 lượt. Để một lượt lại cho việc nâng cấp. Nâng cấp hồi máu. Đó. Nhưng mà mất lượt. Nên nâng cấp sẽ luôn là việc cuối cùng làm.
chỗ này là rừng, ở đây là núi nên là không đi ngay được. Này lại thêm một cái outpost ở đây. Nhưng mà cái này khá xa nhà mình vậy, xung quanh toàn là quân địch thôi, mình không ngại. Rồi đây bạn vừa nhìn thấy mình xây xong cái campus này đúng không? Và sau khi xây xong campus này thì cái này của mình đây cộng 6.7 nó là 4.7. Đó là lý do là cái thành này của mình lại cộng thêm 2 culture khi mà cái campus này được xây xong. Đây là cái policy này của mình được kích hoạt. Đó, build any specialty district. Specialty district. Mình có đủ vàng để mình mua thêm một cái thành phố nữa không? Một con settler nữa không? 440 đồng không đủ à? Mình sẽ để vàng lại để tí nâng cấp quân. Để tí nữa mình upgrade quân lên mình sẽ đặt vàng. Mình đang có 1, 2, 3 con warrior, 2 con đang xây là 5, một con xây ở Huế và một con xây ở Thăng Long. Chắc là mình phải có tối thiểu khoảng 6 con warrior trước khi mà mình nâng cấp lên, trước khi mà mình đánh nhau, ý là vậy. Quân Aztec có mấy con lính này rất là mạnh. Lính đại bàng, Eagle Warrior. Nhà hai đạo này đánh nhau, Nhật và Aztec đánh nhau thì không biết con nào thắng. Chưa chắc Nhật đã thắng được ở đoạn đầu, từ đoạn đầu thì quân Aztec có con lính này rất là mạnh. Và chưa kể là con này khi mà giết chết một đối phương, giết chết một đạo quân ở quân khác thì nó thể bắt con đấy thành nông dân, thành phu. Nó có tỷ lệ nhất định biến đấy, đạo quân nó tiêu diệt thành nô lệ, thành phu cho quân mình. Đây bên này có rất nhiều mấy con kiểu lính này, mấy con kiểu builder này. Đây mình còn bao nhiêu lượt nữa? 16 lượt nữa. Rồi mình có 16 lượt để chuẩn bị cho việc tấn công. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, lâu quá. Rồi, mình hãy đổi policy được rồi. Rồi, bây giờ mình tục đổi policy để cho Walk Classical đọc kỹ hội nhầm sang xây thuyền. Classic để Navan này. Rồi, cái này chính là để cho bộ binh tăng 50% tốc độ huấn luyện bộ binh. Đó, và bạn thấy mình thậm chí là mình xây con Slinger này chỉ mất có một turn này, con này 2 turn này. Mình xây tiếp Slinger. Rồi dưới Huế này chỉ cần 2 turn nữa là xong. Rồi và phải liên tục để mắt đến điểm. Rồi của Great General Instead cũng bắt đầu xây rồi, cũng được một điểm, mình được một điểm. Mình cố gắng có Great General trước nó. Chỗ này quân đứng dây đặc và mình không đi qua được. Chạy sang cái chạy về luôn.
À, mình đang cân nhắc cái việc là mua một con trader hay là mua một cái Baroque này. Granary kho lương giúp cho mình tăng được thêm 1 foot và 2 housing. Các bạn nhìn thấy đây, có 4 trên 6 housing đúng không? Housing là số nhà mình có, 4 là số dân mình có. 4 trên 6 nghĩa là mình có 4 dân trên 6 nhà. Mình đang cân nhắc xem là có nên mua một con trader không để mở một cái đường di chuyển. Là nếu mình mở đường di chuyển sang bên này thì tí nữa mình sẽ tấn công nhanh hơn. Đó, nhưng mà chờ thêm một chặng nữa mình sẽ xây một cái settler rồi. 440 đồng. Và trong 5 turn nữa mình có thể xây thêm một cái settler thứ ba. Settler. Settler thứ ba chắc là mình xây được ngay đây. Đó, một lựa chọn nữa là mình có thể mua một con builder. Builder bao nhiêu? 200 vàng. Đó, mình có thể mua một con builder để xây ở chỗ này. Xây cái iron này. Đó, nhưng builder và trader thì mình xây khá là nhanh. Đó, anyway, mình sẽ xếp vinh tiền, mình sẽ để tiền lại. Thì nó mình sẽ nâng cấp quân. À, mình đang muốn đi xuyên qua đây để xem còn gì bên này nữa không, có vẻ như không thể đi qua được rồi. À, nên mình không được bản đồ bên này như thế nào. À, nhìn như này thì mình cũng không nghĩ là có đạo quân nào có thể xông sang được nhà mình, tại vì chỗ này có vẻ như có một dãy núi, và lại quân Nhật thì đã chắn chắn kín ở chỗ này rồi, không đi qua được. Maybe là xây một cái thành phố ở đây thì tí nữa khi mình vác quân ra đây mình đánh sẽ là một cái lợi thế. Nếu mà xây thế nào, xây một thành phố ở đây thì mình sẽ chỉ di chuyển khá là nhanh thôi, 1 2 đi ngay sang được đây. Ok, chắc là mình sẽ xây thêm một con builder nữa. Mình đang cân nhắc xem nên xây như thế nào. Con này sắp training xong rồi. Một turn tiếp theo mình đổi sang được. Xây builder. Ở bên này thì xây đổi được policy rồi, mình nghiên cứu xong được cái này rồi. Khi đó mình sẽ nghiên cứu tiếp đến political philosophy, khi bắt đầu chọn được chính quyền và nhà nước nó sẽ có thêm khá nhiều điểm cộng cho mình để bắt đầu tấn công. À, như vậy thì mình đã rất là gần đến cuộc tấn công rồi. À, khi mà đến gần cuộc tấn công như thế này rồi thì mình phải chuẩn bị tài nguyên. Đây là 1, 2, 3, 4 con này. Mình có 4 con warrior. Và đây thêm một con là 5 con. Thật sự là chưa đủ. Mình cần thêm một con warrior nữa. Rồi, mình sẽ thêm một con warrior nữa. Và để cái này lại một chút xíu. Vì ngay bây giờ nếu như mà mình nghiên xây xong con warrior này, à mình nghiên cứu xong cái policy này thì mình phải đổi chính sách và mình sẽ không xây warrior vào đây nữa. Nào đây mình sẽ đổi lại một chút, nghiên cứu cái này trước. Cái này kiểu gì cũng phải nghiên cứu.